Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Hiện nay rất nhanh mình đã có được thông tin được tiết lộ trong chapter 932. Hãy cùng mình tìm hiểu trước về chapter mới này. Đây là những thông tin được tiết lộ sớm và truyện sẽ ra mắt vào khoảng thứ 6 tuần này. Bắt đầu luôn nhé, chapter 932, Sogan và Oiran. Trang bìa là tranh theo yêu cầu, Caesar đang làm bản thiết kế vũ khí và bị một con dê ăn giấy. Orochi và bọn gia thần đang say sưa tận hưởng màn biểu diễn âm nhạc do Komurasaki thể hiện tại bữa yến tiệc ở lâu đài Orochi. Đội ninja Oniwa Bansu tra khảo Robin, thì Robin nhận mình chính là Ujimitsu Kouzou và đến đây để trộm tiền giống như việc đã làm ở khắp kinh đô Hana. Tên cầm đầu Fukuro Kuzu ra lệnh bắt Robin lại và Robin chống trả. Robin biến hình thành cánh hoa và biến mất. Hóa ra đây Robin nãy giờ ở trong căn phòng chỉ là phân thân không phải Robin thật. Trên đường thoát thân thì Robin liên lạc với Nami, Shinobu với Brook và họ cho biết rằng đang ở trong lâu đài có ít nhất khoảng 11 ninja. Tên Fukuro Kuzu vẫn tiếp tục cho truy bắt Robin, còn Robin thì quay trở lại buổi yến tiệc. Orochi đang phát biểu ở yến tiệc, hiện tại chính là 20 năm sau cái chết của Kozuki Oden và theo lời vợ hắn thì cũng chính là năm mà chúng ta sẽ quay trở lại để báo thù. Ý chí của Oden vẫn còn tồn tại ở thế giới này. Một tên gia thần ngán ngẩm, ngài ấy lại thế nữa rồi. Orochi nói tiếp, các ngươi còn nhớ là kiểu xích sao kiếm mạnh kinh hoàng tới mức nào không? Tên Kinemon trong số chúng ta là một kẻ có tố chất, có bậc lãnh đạo, với cái đầu thông minh và đầy mưu lược. Chúng đã hồi sinh sau 20 năm và đang chuẩn bị đấy, chuẩn bị để đến lấy thủ cấp của ta đấy. Tuy nhiên thì tụi gia thần của hắn lại chả quan tâm lắm tới lời hắn nói. Tiếp theo thì Orochi đang nhắc về vụ Yokozuna ở Kuri, vụ tên cấp dưới của Jack bị đập, rồi vụ quán Soba mới đây xong, tới vụ bọn Yakuza bị một lãng nhân cho ăn đòn. Kinemon chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chuyện này. Nghe Orochi nói xong thì Kyushiro nói với hắn là thần rất mong cửu xích sao kiếm của Kinemon xuất hiện và thần sẽ được dịp cho chúng tơi bời hoa lá. Orochi lập tức khen ngợi Kyushiro rồi nói tiếp, tận mắt ta đã thấy Oden chết, nhưng con trai của hắn thì vẫn còn sống, không một ai tìm thấy được xác của danh tiểu tử đấy cả. Dòng máu của gia tộc Kozuki vẫn còn, bọn chúng vẫn còn đang âm thầm tìm cách tái sinh gia tộc Kozuki và ta tin là chúng cũng nhắm tới thủ cấp của Kaido. Bọn gia thần của Orochi đều thấy tức cười khi xong điều đó nhưng không tên nào dám cười cả. Bọn chúng nghĩ chủ tướng của mình bị chập cheng rồi. Tuy nhiên thì chúng lại nghe thấy tiếng cô bé Toko cười, cô bé hầu nữ theo hầu cô Murasaki. Orochi nổi giận lôi đình nghĩ rằng mình bị người khác cười nhạo, hắn lao tới hòng lấy mạng của Toko, nhưng rất may cô Murasaki đã can thiệp kịp thời và ngăn chặn trước hắn. Lúc này Orochi tay lăm lăm thanh kiếm, còn cô Murasaki thì đứng trước che cho Toko rồi tát thẳng vào mặt Orochi. Ai nấy đều sợ vỡ mật và khuyên cô Murasaki mau quỳ gối và xin lỗi Orochi một cách chân thành nhất. Cô Murasaki sẵn sàng đối mặt với cái chết và nói, ta sẽ không bao giờ quỳ gối trước bất cứ kẻ nào hết. Ngài có thể giết chết một người phụ nữ chân yếu tay mềm như ta, nhưng ta là con gái của một samurai và ta sẽ không bao giờ cầu xin hay đầu hàng. Orochi đã giận lại càng giận hơn và biến hình thành dạng Yamata no Orochi Akabat vĩ đại xà. Cô Murasaki đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đó thì đội Oniwa Bansu đã phát hiện ra Robin, đại biến động và cuối cùng thì Kyushiro cũng dùng tới thanh kiếm của hắn ta. Trên đây là những spoiler mới nhất về chapter 932, chúng ta hãy cùng xem trong lúc chờ chapter mới được ra mắt vào cuối tuần này nhé. Nhớ like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.